Các bạn thân mến, rạng sáng ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lúc 1 giờ 42 phút ngày 20 tháng 6, chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Đây là lần thứ 5 Tổng thống Nga Putin chính thức đến thăm Việt Nam. Trước đó, ông Putin đã có 4 lần sang Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013 và lần gặp gỡ gần đây nhất là năm 2017. Dự kiến, lễ đón chính thức và các cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các lãnh đạo Việt Nam sẽ diễn ra trong ngày 20 tháng 6. Tổng thống Putin cũng sẽ cùng với Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ các lãnh đạo hội nghị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Nga, những thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục đại học, tư pháp, quy chế hải quan, y tế, năng lượng cũng như thông qua các tổ chức khoa học không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố thêm sự gắn kết về mặt chính trị và chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Nga ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự kiện đặc biệt này được đông đảo người dân Nga và Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm. Bởi vì chuyến thăm này diễn ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Như các bạn đã biết, Việt Nam với Nga là một mối quan hệ thân thiết từ trong quá khứ, trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ gian khổ của Việt Nam. Liên Xô đã cung cấp vũ khí và các trang thiết bị quân sự quan trọng, cung cấp viện trợ và các chương trình phát triển kinh tế để giúp Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Ngoài ra, Liên Xô cũng hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ quân sự và dân sự, cũng như xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, mang đến cho Việt Nam một sự bảo hộ an toàn nhất định. Vì vậy, đối với Việt Nam, Nga không chỉ là một mối quan hệ hợp tác về kinh tế mà còn là tình thân thiết hơn cả bạn bè. Ấy vậy mà Mỹ không biết lấy tư cách gì lại tỏ ra không vui khi Việt Nam lại chào đón Tổng thống Putin một cách bình thường như vậy. Thật là những phản ứng vô lý đến từ Nhà Trắng phải không các bạn? Một trang YouTube của Nga đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với người dân Việt Nam nghĩ gì về sự kiện này, thì đáp lại là những câu trả lời hết sức tuyệt vời, thân thương. Tôi rất thích ông Putin, bởi vì mỗi lần ông đến đây, ông luôn bày tỏ sự tôn kính đối với Hồ Chí Minh bằng cách đặt vòng hoa tại lăng. Ông rất thân thiện với mọi người. Đây là ấn tượng tốt của tôi về ông Putin. Ông ấy là một người rất cứng rắn, đúng như một người đàn ông nên như vậy. Ông Putin là một tổng thống rất tài năng và có ảnh hưởng. Thực sự là thần tượng của tôi. Tôi ngưỡng mộ ông Putin. Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ củng cố tình đoàn kết, hợp tác và tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam. Tôi cảm thấy đây là vinh dự cho Việt Nam và Nga. Tôi nghĩ rằng với chuyến thăm này, Nga sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam và củng cố sự phát triển kinh tế và ngoại giao của đất nước chúng tôi. Đối với tôi, đó là niềm vui và tự hào khi may cờ Nga để chào đón Tổng thống Nga tại Việt Nam. Các cư dân trẻ của thủ đô cũng rất háo hức chờ đón chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các bạn thân mến, trên đây là những lời nói hết sức mộc mạc và gần gũi của người dân Việt Nam. Vậy còn người dân Nga và nhiều quốc gia khác trên thế giới nghĩ gì về cuộc gặp gỡ của hai người bạn thân thiết này? Cùng mình theo dõi ngày sau đây nhé! Cách mà người dân Hà Nội chào đón Tổng thống của chúng ta quá tuyệt vời. Đơn giản là ngạc nhiên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta thấy rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, giống như tại Triều Tiên. Ngoài việc Tổng thống của chúng ta được đón tiếp tuyệt vời, tôi còn ấn tượng với các chàng trai trong đội an ninh. Họ thật là giỏi, kiểm soát được toàn khu vực, biết rõ công việc của mình và rõ ràng là tôn trọng Tổng thống và hiểu rằng ông ấy đang làm gì cho đất nước và là một nhân vật quan trọng đối với thế giới. Các chàng trai xuất sắc thật. Tôi ghen tị anh ấy quá. Bước ra từ khoang máy bay và hít thở không khí ấm áp ngọt ngào của Hà Nội, tôi nhớ nó lắm. Mong sao sớm được quay lại Hà Nội. Chúc sức khỏe và thịnh vượng người dân Việt Nam. Vậy còn sự cô lập của phương Tây đâu rồi? Putin được đón tiếp ở Việt Nam như thế nào nhỉ? Mỹ lại nói rằng Putin là một kẻ tồi tệ. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều sẵn sàng hợp tác với đất nước vĩ đại của chúng ta. Các nhà lãnh đạo các quốc gia đều đón tiếp Putin. Còn Zelensky thì sao? Ngay từ đầu đã thấy được độ nghiêm túc của ông ấy. Cách mà mọi người chuẩn bị và sắp xếp mọi việc từ trước, chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra tuyệt vời. Miễn là Putin vẫn còn là Tổng thống, dân chúng sẽ tiếp tục bầu ông. Nga sẽ luôn được chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam. Khi Việt Nam trải qua thời kỳ khó khăn, chỉ có Nga đứng đằng sau. Việt Nam thật thông minh khi làm bạn với mọi người. Ukraine mặt khác đã chọn một bên. Nước Nga đoàn kết, Việt Nam và Nga muôn năm.
anh ấy không chỉ được phỏng vấn bởi những tội phạm thực dân phương Tây, cả thế giới đều chào đón anh ấy mỗi khi anh ấy đến. Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết đã đóng góp phần lớn trong chiến tranh Việt Nam bằng cách gửi vũ khí cho miền Bắc Việt Nam là nước cộng sản để Mỹ bị đánh bại và Việt Nam được thống nhất vào năm 1976. Sắp tới, Mỹ sẽ làm phim Rambo 2 để tuyên truyền rằng họ chưa bao giờ thua trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi không biết về điều đó. Không phải là sự chào đón nồng nhiệt ở các nước phương Tây, nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới, Nga được xem là trung lập hoặc tích cực. Thứ nhìn vào sự chào đón mà ông ấy nhận được ở Trung Quốc và UAE, thảm đỏ và sự tôn trọng cao nhất. Điều này hoàn toàn trái ngược với các đại diện của EU và Mỹ. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta, phương Tây, sống quá nhiều trong cái bong bóng ảo tưởng do chính mình tạo ra. Chúng ta nghĩ vì chúng ta nghĩ và cảm nhận một cách nào đó về điều gì đó hoặc ai đó, thì phần còn lại của thế giới cũng sẽ nhìn nhận như vậy. Nhưng thực tế không phải vậy. Khi tôi nghĩ về Việt Nam, tôi phải kìm lại nước mắt vì đất nước đó và những đau khổ của họ trong chiến tranh Mỹ. Làm thế nào họ sống sót qua những trận bom không ngừng, napalm và chất độc da cam? Chỉ có Chúa mới biết. Xin Chúa phù hộ Việt Nam mãi mãi. Phương Tây gần như khó hiểu được chiều sâu của mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia châu Á. Người dân Nga và quân đội Nga có đạo đức, luân lý và giá trị của các quốc gia châu Á. Ở Afghanistan, chúng tôi đã chiến đấu với họ trong hơn 10 năm. Nhưng họ đã xây dựng bệnh viện, đường xá, trường đại học y, nhà máy lọc dầu và nền văn minh. Điều đó chỉ có thể xảy ra trong phim phương Tây. Nhập khẩu vũ khí là một lĩnh vực quan trọng ở Việt Nam với 1 tỷ đô la được đầu tư hàng năm. Nhưng điều đó đã cạn kiệt vì Nga không thể hoàn thành mục tiêu của mình ở Ukraine. Vì vậy, Việt Nam cần vũ khí của Nga vì Israel, nhà cung cấp lớn thứ hai, không cung cấp gì trong 2 năm qua. Làm tốt lắm Việt Nam. Tôi sống ở Úc từ năm 1965 và tôi nhớ thảm họa mà Mỹ gây ra. Và tôi nhớ nỗi đau khổ năm ngoái, những người lính Úc tội nghiệp, tất cả đều là căn cứ cho những kẻ nói dối của Mỹ. Việt Nam biết ai là đồng minh thật sự của mình trong lúc khó khăn, trong khi Nhật Bản đã quên mất quá khứ. Mỹ đã yêu cầu Việt Nam nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong suốt 8 năm và Việt Nam đã liên tục trả lời. Để chúng tôi suy nghĩ thêm, Mỹ đã cử Blinken, Harris và Yellen đến Việt Nam để đưa ra các ưu đãi khác nhau cho cùng một mục đích. Ngoài ra, Bush và Obama, Trump và Biden cũng đã đến Việt Nam vì cùng lý do. Cuối năm 2023, Việt Nam cuối cùng đã cấp cho Biden trạng thái đó và Mỹ cảm thấy như Việt Nam đã nằm trong tay mình. Nhưng ngay sau đó, Việt Nam nhanh chóng mời Tập Cận Bình và bây giờ là Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam. Chắc chắn điều đó phải làm Mỹ cảm thấy bị tổn thương một chút, phải không? Nga đã giúp châu Âu đánh bại Napoleon vào năm 1812 và Hitler vào năm 1945. Sau đó, sau Thế chiến thứ hai, họ đã giúp giải phóng châu Phi khỏi 4 thế kỷ bị bắt làm nô lệ và thực dân của châu Âu. Bây giờ, một lần nữa, Nga được kêu gọi để giải phóng thế giới khỏi sự bá quyền của phương Tây và sự bành trướng của NATO. Chúc ông thành công, ông Putin. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga đã tồn tại từ lâu trước khi có cái gọi là chiến tranh Việt Nam mà Mỹ bắt đầu. Nhìn lại lịch sử, tôi vui mừng vì Việt Nam đã đánh đuổi Mỹ ra khỏi Đông Nam Á. Ngày nay, các quốc gia Đông Nam Á vẫn còn nghèo về GDP, nhưng họ giàu về tình cảm và tài nguyên. Những quốc gia này sẽ sớm thịnh vượng. Chuyến thăm tuyệt vời của ông Putin. Việt Nam không phải là Nhật Bản, Hàn Quốc hay EU. Mỹ không thể nói Việt Nam có thể làm gì và không làm gì. Việt Nam là tình bạn chân chính của Nga. Người đàn ông này hoàn toàn không gặp vấn đề gì khi di chuyển quanh các bậc thang, sân khấu và máy bay, nói năng lưu loát và có lý lẽ. Hơn những gì tôi có thể nói về ít nhất 1/4 các nhà lãnh đạo tự xưng của thế giới. Trump, xin ngài hãy ngừng chiến tranh. Ngài là một nhà đàm phán thượng thừa. Thế giới cần thấy kỹ năng của ngài lúc này hơn bao giờ hết. Làm ơn thưa ngài, hãy giữ cái đầu lạnh và mang lại hòa bình cho thế giới. Ngài sinh ra để làm điều này, thưa ngài. Việt Nam có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đúng như tôi dự đoán, Việt Nam ủng hộ Putin của Nga thay vì Mỹ và EU. Việt Nam, quốc gia đã đánh bại Mỹ về mặt quân sự cách đây nửa thế kỷ, sẽ trở thành quốc gia quan trọng nhất trong nền kinh tế châu Á cùng với Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Indonesia. Sau cuộc gặp gỡ Tập Cận Bình,
Cuối cùng, lãnh đạo Việt Nam cũng gặp gỡ Putin. Chào mừng Tổng thống Putin của Nga tới Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Nga trong cuộc kháng chiến vĩ đại của Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với quân ngụy Việt Nam. Suốt hơn 100 năm gian khổ mới đạt được thắng lợi hoàn toàn. Độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Việt Nam là một đất nước độc lập tự do, có những người cộng sản anh hùng, không phải là chư hầu của ai. Chúng tôi hoan nghênh những người bạn phương xa đến thăm. Các bạn thân mến, trên đây là những gì nội dung của ngày hôm nay mà mình muốn truyền tải tới các bạn. Hãy nêu quan điểm của bạn về sự kiện đặc biệt này, cũng như về video của mình làm ngày hôm nay nhé. Mình hy vọng nhận được nhiều hơn những đóng góp ý kiến của các bạn ở mỗi một video. Còn bây giờ, nội dung của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một like, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo của mình nhé. Thân ái, xin chào tạm biệt.